Chào các con, hôm nay cô hướng dẫn cho các con học cuốn sách Smart Grammar and Vocabulary, có nghĩa là ngữ pháp và từ vựng thông minh. Cô và các con bắt đầu học cuốn 1A. Bộ sách này có 6 cuốn, chúng ta bắt đầu với cuốn đầu tiên và dễ nhất. Cô mời các con sang bài học đầu tiên nhé. Bài học đầu tiên tên là Hello, xin chào, A. Đây là phần A và Part 1, Part 1. Alphabet, bảng chữ cái, A to L, từ A đến L. Bài số 1, Trace and Say, con hãy tô theo và nói, then sing, rồi con hãy hát nhé. Hello, A. 1. Trace and say, then sing. A. Apple. A. Apple. Bây giờ chúng ta hãy tô vào chữ cái A này con nhé. A. A, A. Cô mời con lặp lại với cô nhé. A, A, A. Và quả táo là apple, apple, apple. Cô mời con lặp lại nhé. Apple, apple. Apple. Rất tốt. Chúng ta nghe tiếp nhé. B. 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 Chúng ta tô vào chữ cái B này nhé. B. B. Cô mời con lặp lại cùng cô nhé. B. 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 Và con ong là B, cũng là B, phải không nào? Cô mời con lặp lại với cô từ con ong nhé. B. 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 Chúng ta nghe tiếp. C. Cat. C. C. Chúng ta tô vào chữ cái C này nhé. C. 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 Cô mời con lặp lại cùng cô nhé. C. 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 Và con mèo là cat. Cat. Con để ý âm t ở sau cùng nhé. Cô mời con lặp lại từ con mèo cùng cô nhé. Cat. 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 Rất tốt, chúng ta nghe tiếp nhé. D. Dog. D. D. Chúng ta tô vào chữ cái D này nhé. D. D. Có mời con lặp lại cùng cô nhé. D. 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 Và con chó là dog. 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 Chúng ta có âm k ở phía sau cùng con nhé.
cô mời con lặp lại với cô nhé. Dog. 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 Rất tốt. Chúng ta nghe tiếp nhé. E. Egg. E. Egg. Chúng ta tô vào chữ cái E nhé. E. Con hãy lặp lại với cô nhé. E. 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 Và quả trứng là egg. Egg. Cô mời con lặp lại nhé. Egg. 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 Chúng ta nghe tiếp con nhé. F. Fish. F. F. Chúng ta hãy tô vào chữ cái F nhé. F. F. Cô mời con lặp lại với cô nhé. F. 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 Con cá là fish, fish, fish. Cô đọc trước và con lặp lại nhé. Fish. 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 Rất tốt. Cô mời con học chữ cái và từ vựng tiếp theo nhé. G. Guitar. G. Chúng ta tô vào chữ cái G nhé. G. G. Cô mời con lặp lại nhé. G. 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 Và đàn guitar là guitar, guitar. Con hãy lặp lại nhé. Guitar, guitar, guitar. Con đã nhớ khi đàn guitar chúng ta nói thế nào chưa? Đó là guitar. Chúng ta cùng nghe tiếp nào. H. Eight. Eight. Chúng ta cùng tô nhé. Cô mời con lặp lại cùng cô. Eight. 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 Cái nón, cái mũ chúng ta gọi là hat con nhé. Hat, hat. Con hãy lặp lại nhé. Hat, hat, hat. Chúng ta nghe tiếp con nhé. I. Insect. I, I. Chúng ta tô vào chữ cái I nhé. Cô mời con lặp lại nhé. I. 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 Và con côn trùng là insect. 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 Cô mời con lặp lại nhé. Insect. 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 Rất tốt. Chúng ta học tiếp nhé. J. Jumper. J. Jumper. J.
chúng ta tô vào chữ cái J này nhé. Có mời con lặp lại cùng cô. J. 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 Và chiếc áo len dài tay là jumper. 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 Con hãy lặp lại cùng cô nhé. Jumper. 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 Mời con học tiếp nhé. K. Kite. K. K. Con hãy tô vào chữ cái K này nhé. K. Cô mời con lặp lại nào. K. 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 Con diều là kite. 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 Con hãy lặp lại nhé. Kite. 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 Rất tốt. Và chữ cái từ vựng cuối cùng của buổi hôm nay là L. Lollipop. L. Con hãy tô vào chữ cái L con nhé. Và cùng đọc với cô nhé. L. 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 Kẹo mút là lollipop. 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 Con hãy lặp lại cùng cô nhé. Lollipop. 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 Rất tốt. Các con ơi, chúng ta đã học xong các chữ cái từ A đến L. Bây giờ cô mời các con nghe bài hát và hát cùng nhé. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Chúng ta chỉ hát đến L thôi con nhé. Cô mời các con nghe và hát lại một lần nữa nhé. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Như vậy là chúng ta đã học xong rồi. Bây giờ cô mời các con làm bài luyện tập của phần này nhé. Bài tập số 2, Look and Circle. Con hãy nhìn vào và khoanh tròn nhé. Hình số 1 là một chiếc đàn guitar và ở đây có hai chữ là jumper, nghĩa là áo len dài tay và guitar. Như vậy thì câu này đã được làm mẫu cho chúng ta rồi và khoanh vào chữ guitar con nhé. Hình số 2 là một con ong và bên đây là bee và kite. Con chọn từ nào? Chúng ta chọn bee phải không nào? Mình hãy khoanh vào đây nhé. Câu 3 là hình của một chú chó và chúng ta có hai từ vựng là cat và dog. Chúng ta chọn từ dog. Đúng rồi. Câu số 4 là một que kẹo mút phải không nào? Từ lollipop và từ hat, con chọn từ nào? Từ lollipop, đúng rồi. Rất tốt. Chúng ta làm bài tập số 3, march, có nghĩa là con hãy nối chữ cái in thường và chữ cái in hoa nhé. Chữ E đã được làm mẫu cho chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta làm tiếp nhé. B, chữ cái B để chúng ta nối vào chữ B in hoa nhé. Và chữ C được viết thường, chúng ta nối vào chữ C in hoa ở đây. D chúng ta nối vào đây. Các con hãy cùng đọc với cô nhé. A, B, C, D. Bài tập số 4,
look and write. Con hãy nhìn và viết chữ cái còn thiếu vào chỗ trống nhé. Insect. Chúng ta thiếu chữ cái. I, phải không nào? Insect. Jumper. Chúng ta thiếu chữ cái. J. Jumper. Con hãy viết vào nhé. Và đàn guitar thiếu chữ cái. G. Chúng ta hãy viết vào đây nhé. G. Và con diều là kite. Chúng ta thiếu chữ cái. K. Con mèo là cat. Chúng ta viết vào chữ cái C để đủ nhé. Và con chó là dog. Chúng ta còn phải viết chữ cái D vào thì mới đúng. Con ơi, hôm nay chúng ta đã học hết phần Hello của Part A rồi. Phần còn lại cô sẽ hướng dẫn cho con học ở video sau nhé. Chào các con và hẹn gặp lại.